Dạ vâng, xin chào mừng toàn thể các bác đã đến với kênh Minh Vũ Audio. Ở clip ngày hôm nay thì em xin được giới thiệu đến các bác về cái mẫu đẩy 3 kênh. Dòng đẩy 3 kênh thì con này thương hiệu cũng rất là nổi tiếng, dòng DT. Đấy, thương hiệu của Đức, được lắp ráp tại Trung Quốc nha các bác nhá. Đây là hàng xịn chính hãng của công ty. Đấy. Về cái hình thức thì còn tương đối là đẹp. Đây là dòng máy chạy máy Class D nha các bác nhá. Con này thì nó rất là khỏe. Công suất của nó là 600 1200. Đấy, có nghĩa là cái kênh A, kênh B, kênh 1, kênh 2 là 600, kênh 3 là 1200. Kênh 1200 của nó thì các bác đánh thoải mái vào cặp súp đơn. Cặp súp đơn 50 là đánh ok. Máy dòng này thì rất là chất, dòng này thì cái tiếng nó rất là sáng nhá. Tiếng sáng cực kỳ hay. Tại số lượng em chỉ có mấy con thôi. Đấy. Ở cái mức giá cũng rất là tốt. Những bác mà đã chơi những cái dòng máy mà có chất mạch như này tiếng rất là hay nhá. Như đây thì em đang phối ghép trực tiếp, chỉ có đẩy với lại loa thôi. Đây. Chỉ có đẩy loa nên giá trị tiếng đã hay rồi. Hiện tại cái mẫu đẩy này em đang bán mức giá là 5.200.000 các bác nhá. 5.200.000 ạ. Đấy. Giá rất là tốt. Con này thì trên thị trường người ta đang bán mức giá là trên 6 triệu cơ. Các bác. Thì em bán với bác giá chỉ có 5.200.000 thôi. Anh nào mà chuyển khoản giá chỉ có 5 triệu thôi các bác nhá. Đấy. Còn đặt cọc thu COD giá 5.200.000. Chi tiết mua hàng các bác có thể liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại 0976658815 hoặc 0925886889, địa chỉ tại khu Phương Ái, phường Cộng Hòa, Sao Đỏ, Trinh Hải Dương. Cảm ơn toàn thể các bác đã quan tâm và theo dõi clip. Xin chào và gặp lại.